vài trăm triệu đồng cho một cây cầu vàng gọi là đồng hồ Corum, mà tên cây cầu vàng được các anh chị dân chơi đồng hồ hay gọi. Toàn bộ phần thân vỏ của đồng hồ này đó chính là vàng trắng 750 chính hãng của hãng và những viên kim cương hột xoàn tự nhiên tuyển chọn từng viên một mà hãng đã chọn đến lên trên này. Với một sự độc đáo ở chiếc đồng hồ này đó chính là chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ bộ máy bên trong từ mặt chính diện nhìn vào, ở phía sau nhìn tới và hai bên hông nhìn qua nhìn lại. Toàn bộ phần bộ máy của chiếc đồng hồ này hình dạng giống như cây cầu, và bên trong chúng ta thấy rất rõ như dây tóc đang hoạt động. Và để chỉnh code cho đồng hồ này cũng rất đơn giản, ở dưới vị trí góc 6 giờ sẽ có một cái nút điều chỉnh, chúng ta chỉ việc là kéo từ trái qua phải, xoay qua, chúng ta sẽ nghe âm thanh lên code rất rất, và chúng ta kéo vài chục vòng cảm thấy cứng vừa tay là chúng ta ngưng lại ngay, để hạn chế việc tối đa việc kéo quá căng để ảnh hưởng đến đứt dây. Kỳ Lăng từng review về chiếc đồng hồ Corum Kỳ Lăng đang đeo đây là phiên bản vàng hồng đến full kim cương, và sau này sẽ to hơn dành cho nam mà nữ cũng được, những tay anh chị nào mà múp thiệt múp thì sẽ đeo cái này. Còn đây là cái bản mà vừa phải hơn, là unisex, đeo được cho cả nam và nữ. Những ai tay nữ mà dễ thương xinh xinh múp múp mình đeo cái này, nếu như mà tay nhỏ hơn mình sẽ đeo bản nhỏ, size nhỏ. Sẽ có phiên bản vàng trắng, vàng hồng và trơn đến kim.